Thưa quý vị, hiện nay tình trạng xe quá khổ quá tải đã được siết chặt bằng việc cắt thùng xe. Thế nhưng tại một số các địa phương thì hiện tượng này vẫn xảy ra và gây ra những hệ lụy về ô nhiễm môi trường, đường xá bị hư hỏng nghiêm trọng. Ghi nhận của VTC14 tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tháng nay, gia đình anh Nguyễn Thí Thắng, thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi phải sống trong cảnh ô nhiễm như thế này. Máy móc sản xuất nông nghiệp trong cửa hàng của anh Thắng luôn trong tình trạng bám một lớp bụi dày, phủ kín. Chỉ dùng chiếc khăn lau khẽ thì vang khe màu đất. Thậm chí, gia đình anh Thắng dùng cả lưới che trước cửa nhà nhưng cũng không ăn thua. Và nguyên nhân là đây. Những chiếc xe chở vật liệu xây dựng lưu thông qua lại hàng ngày với tần suất liên tục khiến bụi bẩn bám lại suốt cả ngày. Gia đình nhà tôi đang làm, nhìn thấy bụi bậm. Đấy, nhìn thấy đó, như con máy nó vừa mới ngoắc lên, nhưng mà hắn bụi bạn lại lấp kín. Anh nhìn thấy nhà, cạnh nhà tôi như là che bạt đen hết lại xung quanh nhà để rồi chấn bụi mà có chấn được đâu. Bụi vẫn vào trong nhà. Đấy. Theo phản ánh của người dân, tình trạng xe quá tải, thậm chí có dấu hiệu cơi thùng trong khu vực đang khiến tuyến đường DT520 bị xuống cấp nghiêm trọng. Một số vị trí, mặt đường bị lún sâu, tạo thành ổ gà, thậm chí là cả ổ voi. Quá ô nhiễm anh ạ, vào đầu các anh biết chuyện gì nè. Vâng, chứ còn nói ra thì không tiện nói ra. Chứ còn do đâu thì các anh biết chứ. Quá ô nhiễm đi. Cái xe quá khổ quá tải chạy đây nhiều. Em không rõ, tại vì em không biết là xe đang là quá khổ quá tải cả. Và em không biết là xe chở được bao nhiêu tấn này. Bọn em đi cắt keo không biết là chở bao nhiêu tấn này. Dân thì phản ánh nhiều, kể cả trên em thấy phản ánh nhiều nhưng mà không nói thì nói thôi, không làm được. Sau khi mà hết cái thời điểm khai thác ấy, thì ủy ban xã thực hiện cái chỉ đạo của huyện, thì ủy ban nhân xã đã tiến hành cho rào cái khu vực này lại và giao cho các cái bộ phận chức năng như là địa chính và các và thôn quản lý và hộ gia đình quản lý, không cho phương tiện vào. Cái này thì chúng tôi cũng chưa nắm được, mà thực tế là cũng chưa có nhận được thông tin của người dân hay là của thôn của ban công an là có cái xe nào khai thác cả. Thì cái này thì từ lâu nay chúng tôi quản lý cũng rất là tốt, chưa xảy ra cái tình trạng vi phạm. Tình trạng xe chở vật liệu xây dựng chưa biết có chở quá tải hay không, nhưng những dấu hiệu cho thấy cơi thùng là tình trạng rất đáng báo động ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Nếu chính quyền địa phương không có những giải pháp kiểm soát, chấn chỉnh, thì nguy cơ những tuyến đường bị phá nát, hư hỏng là khó tránh. Đó là chưa kể những vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.